liên quan đến vấn đề tôn giáo ở tại Hoa Kỳ. Thì Đức Tổng Giám Mục của cái giáo phận San Francisco, đây là sân nhà của bà Nancy Pelosi, thì ông tuyên bố như sau: những người công giáo nào mà sùng đạo thì không thể nào ủng hộ phá thai được. Một vị tổng giám mục vào ngày thứ năm vừa qua để mà trả lời tuyên bố đối với bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi rằng bà là một người công giáo sùng đạo thì tại sao bà lại ủng hộ cho các chính sách phá thai của chính phủ hiện nay. Không ai có thể tự nhiên nhận mình là một tín đồ công giáo sùng đạo và dung túng cho sự việc giết hại các sinh linh, những con người vô tội, những trẻ em. Chứ đừng có nói đến cái sự việc mà chính phủ bây giờ bỏ tiền ra để mà trả tiền cho các hành động phá thai này. Quyền được sống là đây là một quyền cơ bản nhất của con người, và những người công giáo ủng hộ các quyền cơ bản của con người là điều bắt buộc. Tổng giám mục của giáo phận San Francisco, ông Salvatore Cordiglione, cho biết trong một cái lời tuyên bố như trên. Tổng giám mục Cordiglione là tổng giám mục của giáo phận quê hương nhà của bà Nancy Pelosi, San Francisco. Bà Nancy Pelosi được hỏi trong một cái cuộc họp báo trước đó trong ngày rằng tại sao Đảng Dân Chủ lại cho phép bỏ phiếu cấm, ngăn cản cho phép cái bỏ phiếu về cái dự luật ngăn chặn sự việc phá thai, và đây là những cái hành động mà do những người dân đóng thuế để mà trả tiền cho các việc phá thai này. Bà Pelosi thì cho biết rằng cái khả năng mà cho các người phụ nữ có những cái điều kiện phá thai thì đây là một cái vấn đề sức khỏe của rất nhiều người phụ nữ ở bên Hoa Kỳ, đặc biệt là những người có những cái thu nhập thấp và họ ở những cái tiểu bang xa không có điều kiện, và đây là cái ưu tiên hàng đầu trong một cái thời gian dài của chính phủ của Đảng Dân Chủ. Và là một người công giáo sùng đạo và mẹ của 5 người con, tôi cảm thấy rằng Chúa đã ban phát cho gia đình của tôi tất cả những cái điều xinh đẹp. Tuy nhiên, tôi không phải là người quyết định cho những cái gì những người khác nên hay không nên làm. Và đó là một cái vấn đề về công bằng và công lý cho những người phụ nữ nghèo ở Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, những người chỉ trích cho cái vấn đề phá thai này thì nói rằng cái thủ tục phá thai nó giống như là một cái vụ giết người, trong khi những người ủng hộ cho rằng cuộc sống và sức khỏe của người mẹ được ưu tiên hơn là so với thai nhi. Có hơn khoảng 620.000 trường hợp phá thai diễn ra vào năm 2018, và theo một cái hệ thống giám sát do Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh điều hành thì con số này nó lên đến khoảng 11,3 trường hợp phá thai trên 1.000 người phụ nữ trong cái độ tuổi từ 15 tuổi cho đến 44 tuổi. Luật phá thai nó có sẵn ở tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ do một cái phán quyết của Tòa án Tối cao Liên bang Hoa Kỳ, mặc dù tại một số những cái tiểu bang riêng lẻ thì họ có những cái hạn chế khác nhau, những cái thời điểm, những cái thủ tục để mà có thể thực hiện cái sự việc phá thai. Theo thẩm phán ông Cordiglione, ông đã lên án cái nhận xét của bà Nancy Pelosi và nói rằng sử dụng vấn đề sức khỏe và công bằng cho những người phụ nữ nghèo, đây là một cái hình ảnh của một cái thói đạo đức giả. Trong khi đó, sinh mạng của những thai nhi bị giết thì sao? Và còn sự việc cho những người phụ nữ nghèo được lựa chọn cái cuộc sống thì ra sao? Công bằng và bình đẳng đối với những người phụ nữ có phương tiện, có điều kiện để mà phá thai. Tuy nhiên, những người có đủ khả năng để mang ra một cái đứa trẻ chào đời thì cái sự bình đẳng cho những người này ở đâu? Chúng ta phải giúp họ có điều kiện để mà sinh nở những kia thai nhi vô tội này, thay vì giúp cho họ phá thai thì cái điều giúp đỡ cho họ có được những đứa trẻ chào đời thì đó mới là một cái vấn đề công bằng và bình đẳng. Và những người nào mà có đức tin đã giúp đỡ cho những cái giải pháp, giúp đỡ cho những người nào đã từng phá thai rồi, thì đối với lại bên đạo thì đây là những cái điều mà đáng được công nhận và đáng được khen ngợi. Và vào tháng trước thì các người giám mục công giáo ở Hoa Kỳ họ cũng đã thông qua sự việc soạn thảo một cái văn bản quở trách chính đích danh bà Nancy Pelosi, Tổng thống Joe Biden và những người công giáo nổi tiếng khác, những người ủng hộ cho sự việc phá thai bất chấp cái giáo lý đức tin của những người công giáo. Và ông Biden thì đã bị từ chối cho sự việc hiệp thông vào năm 2019 vì cái hành động ủng hộ cho sự việc phá thai. Và theo
Giám mục Cody Leoni vào đầu năm nay thì ông đã lên tiếng khuyên nhủ bà Nancy rằng bà không nên đi rước lễ nữa vì cái lập trường phá thai của bà nó đã quá rõ ràng, và khi mà bà bước chân vào nhà thờ thì đã tạo ra những cái sự khó chịu cho tất cả các giáo dân khác. Và ông là một vị giám mục mà chúng tôi nghĩ là rất là đáng kính, tại vì ông đã dám lên tiếng bảo vệ đức tin của những người Công giáo ngay tại cái địa phận của bà Nancy Pelosi. Thưa quý vị, chúng tôi rất là ủng hộ giám mục.